Vân Anh và Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV San Diego. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tin từ Washington, bắt đầu mùa mua sắm tưng bừng. Câu hỏi bây giờ là thành phố nào tốt nhất để bạn mua sắm quà? Công ty chuyên đăng ý kiến người tiêu dùng Internet là công ty Yap về lượng định mọi thứ thương vụ cho biết đã duyệt xét nhiều triệu ý kiến về các cửa tiệm, không chỉ tiệm lớn, với ý kiến của người địa phương đánh giá, đưa ra danh sách 10 thành phố tốt nhất để bạn mua quà. Nhóm 10 thành phố theo thứ tự tốt nhất để mua quà. Thứ nhất là San Diego, thứ hai là Austin của Texas, thứ ba là Denver của Colorado, thứ tư là Reno của Nevada, thứ năm là Seattle của Washington, thứ sáu là Tampa, Florida, thứ bảy là Indianapolis của Indiana, thứ tám là Louisville của Kentucky, thứ chín là Las Vegas của Nevada và thứ mười là Portland của Oregon. Times Higher Education đã ấn hành bản khảo sát thường niên Global University Employability Survey, xếp hạng các đại học có sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm tốt nhất. Dưới đây là 10 đại học có sinh viên ra trường kiếm việc tốt nhất theo thứ tự nghịch. Thứ nhất là California Institute of Technology, gọi tắt là Caltech, nổi tiếng về khoa học kỹ thuật. Thứ hai là Massachusetts Institute of Technology, nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, với 85 người có giải Nobel, 58 người thắng giải khoa học National Medal of Science. Thứ ba là Harvard University tại Massachusetts, nơi cựu sinh viên có hơn 45 giải Nobel và hơn 30 là nguyên thủ quốc gia. Thứ tư là University of Cambridge tại UK, nổi tiếng về y khoa, vật lý và nghệ thuật. Thứ năm là Stanford University tại California, nổi tiếng về kỹ thuật. Thứ sáu là trường đại học Yale University tại Connecticut, nổi tiếng về khoa học, nhân văn và khoa học xã hội. Thứ bảy là University of Oxford tại UK, nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội. Thứ tám là Technical University of Munich tại Đức, nổi tiếng về khoa học phát minh. Thứ chín là Princeton University tại New Jersey, nổi tiếng về nghiên cứu và giảng dạy. Và thứ mười là University of Tokyo tại Nhật, nổi tiếng về nghiên cứu khoa học và cả ngành nghệ thuật. Có Medicare, chữa bệnh ung thư cũng tốn tiền túi. Các hóa đơn y tế đối với những bệnh nhân ung thư người Mỹ cao niên có thể ngốn đến 1/4 hay nhiều hơn mức thu nhập của họ nếu họ có Medicare mà không có bảo hiểm bổ sung, theo một nghiên cứu mới cho thấy. Nằm bệnh viện là lý do chính tại sao những người cao niên với chương trình bảo hiểm sức khỏe được chính phủ tài trợ có phí tổn trả tiền túi cao đối với việc chăm sóc bệnh ung thư, theo các nhà nghiên cứu cho biết. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng những người nào không có bảo hiểm sức khỏe bổ sung thì đã có chi phí trả tiền túi trung bình là 1/4 mức thu nhập của họ. Nhưng các chi phí này cao bằng 63% mức thu nhập trong 10 trường hợp. Chi phí trả tiền túi hàng năm thực sự là từ khoảng 2.000 cho đến 8.000, theo nghiên cứu nói trên cho biết. Medicare trả 80% chi phí y tế cho bệnh nhân điều trị ngoài bệnh viện và có số tiền trả phụ thuộc vào tiền deductible bệnh nhân là 1.000 cho mỗi lần đến bệnh viện, theo các nhà nghiên cứu cho biết. Tin từ Washington, người dân Hoa Kỳ đang sống thọ hơn và mập hơn, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ người cao niên Hoa Kỳ bệnh lãng trí đang suy giảm. Kenneth Lenga ở Đại học University of Michigan, Ann Arbor và các đồng viện đã nghiên cứu về các dữ kiện trong cuộc nghiên cứu về y tế và tình hình về hưu, Health and Retirement Study, một cuộc khảo sát lớn về người thành niên khắp Hoa Kỳ để đối chiếu tình hình bệnh lãng trí hồi năm 2000 và năm 2012. Nghiên cứu này khảo sát hồ sơ của hơn 21.000 người tuổi từ 65 trở lên. Tính chung, 11.6% người phỏng vấn năm 2000 được chẩn đoán là lãng trí, nhưng năm 2012 chỉ có 8.8% người bệnh này. Như thế là giảm ở mức tuyệt đối 2.8% và giảm ở mức tương đối 2.4%. Một yếu tố có thể giúp làm giảm người bệnh lãng trí là vì đã có cải thiện trong việc chữa trị yếu tố bệnh tim. Nghiên cứu cũng nói nhiều yếu tố khác có thể cũng giúp làm giảm bệnh lãng trí như hoàn cảnh xã hội, thể dục, dinh dưỡng, sử dụng thiết bị điện tử nhiều hơn, kiến thức về y khoa phòng ngừa nhiều hơn. LinkedIn tìm hiểu hàng triệu thành viên và khám phá ra rằng các công ty Hoa Kỳ là nơi thuê mướn sinh viên tốt nghiệp năm 2016 nhiều nhất. Công ty tư vấn tầm cỡ Deloitte chiếm số thuê mướn người nổi bật.
Trong số 10.000 việc làm mở ra thì 1/4 là việc làm đầu tiên vừa làm vừa học. Hơn một nửa số việc làm đầu tiên vừa làm vừa học gồm các nhà tư vấn và chiến lược trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hai công ty phục vụ chuyên môn khác, EY và PwC nằm trong top 3 của danh sách của Cleaning. Amazon đứng hàng thứ tư, công ty kỹ thuật có khoảng 11.000 việc làm mở ra trên trang mạng. Cleaning 4.000 là việc làm đầu tiên vừa làm vừa học, kỹ sư, phần mềm và việc làm với nhu cầu nhiều nhất, với gần 1.400 việc làm còn trống. Một số việc làm kỹ sư mở ra tập trung vào chương trình kênh truyền hình trên mạng Amazon Live, phát hình các buổi hội thảo về lối sống và thời trang hàng đêm trong tuần. Target đứng hàng thứ 7, với hơn 10.000 trong số 11.500 việc làm mở ra là việc làm lần đầu, vừa làm vừa huấn luyện. Chính phủ Mỹ tăng mức tối đa lệ phí nộp trễ đối với thẻ tín dụng. Và công ty thẻ tín dụng American Express Co. là hãng đầu tiên áp dụng luật mới. Từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017, công ty này sẽ tính tiền đối với khách hàng trễ hơn một lần trong thời kỳ 6 tháng lệ phí tới $38, nhiều hơn $1 so với trước kia. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức trong ngày với Vân Anh và Thái Huyền. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại trong ngày.